Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh Matrix Baker Vlog. Lại là Bảo đây. Như ngày hôm nay là đã đi được một chiếc Phantom màu xanh ngọc rồi. Cái vấn đề mà tranh cãi từ tối ngày hôm qua theo như Bảo thấy tới bây giờ luôn á là cái cục máy của con Phantom này nó chuyển động bằng cái gì. Có người thì kêu bằng dây cura, còn Bảo thì kêu bằng xích, còn có người lại kêu chuyển động bằng bánh răng. Rất là nhiều cái ý kiến đóng góp về cái cục máy của con Bento. Mà hiện tại đối với cái cục máy của con Bento này là chưa có ai mở ra hết. Chưa có ai mở cái động cơ này ra coi bên trong nó là chuyển động như thế nào. Đó nên cũng chưa có biết chính xác là nó chuyển động ra làm sao. Ví dụ như giờ Bảo có cái người nói là sử dụng dây cura. Nè, quay chi tiết cho mọi người coi nè. Cái này là cái ốp gấp nha. Đây là cái ốp gấp. Đây là cái ốp gấp, cái cục máy nó chỉ từ đây thôi. Đó, từ đây đi xuống đây thôi. Đó, máy chỉ từ đây xuống đây và nó bắt chuyển động trực tiếp. Nói trực tiếp nó cũng phải trực tiếp nữa, tại nó chuyển động qua cái đoạn này nữa mà. Đây đâu phải chuyển động trực tiếp. Chi tiết nè. Thì cũng có thể là anh em nào đó nói là chuyển động qua bánh răng. Nếu mà tháo đây ra thấy bánh răng không à, ok anh em nói đúng. Còn như bảo nếu mà từ cái trục nè, cái trục này đi xuống dưới đây chuyển động, nếu mà nó có sợi xích nhỏ thì ok, cái đó bảo đúng. Còn dây cura không, bảo phủ nhận cái vấn đề mà cái cục máy này chuyển động dây cura. Nhiều anh vô kêu cục máy của Vento chuyển động dây cura rồi dây cura bỏ đâu, bi bố nào bỏ đâu à, rồi dĩa bỏ đâu, không có chỗ để. Này cái ốp gấp nè, dây điện nè, ốp gấp dây điện đưa xuống rồi làm gì, dây qua bỏ đâu thao. Cái này là hiện tại không biết và mọi người là đang trao đổi thôi, vấn đề chính là hiện tại ở đây trao đổi thôi. Còn cái này là bằng gang nè, đây khúc này là bằng gang nè. Ok rồi, quay qua theo không. Đây chiếc theo ông nha mọi người. Cũng tương tự với của bên Vento nè. Cục của theo ông nè. Nguyên cục máy chuyển động nè. Đó, đưa ra nè. Đó. Rồi tới dưới là dây xích nè. Bắt đầu mới đưa ra cái bánh xe nè. Đó. Dặn một phát là có liền. Đó, cục máy của theo ông mạnh nên chỉ cần dặn một phát là có liền. Có tốc độ liền. Chứ còn như dây cura là phải đợi cho bi nó căng lên rồi bắt đầu nó mới đẩy rồi mới ra tốc độ, nó nhiều công đoạn quá. Còn này nó gọn hơn. Cái thứ nhất là mình thấy nhông sinh dĩa ở đây nè, đó đơn giản, nhông sinh dĩa ở đây có vấn đề gì cứ thay nhông sinh dĩa cái kịch cái là xong. Còn như kia dây cura bi bố nồi rồi tùm lum hàm bà lần các thứ, mỗi lần thay cái nhất là tốn kém nhiều hơn, cái thứ hai nó phiền hơn, nó cực hơn. Dây cura không có thay nhất láp hay gì đó, còn này nó đơn giản, nó không có gì hết. Nếu mà dữ lắm á chỉ có xịt dưỡng sên thôi. Đó là cô theo không. Rồi quay lại Vento, bên kia là bằng kim loại, còn bên đây khẳng định luôn cái này bằng gang, bền hơn, cứng hơn, đẹp hơn. Nhìn nó có cái nét gì đó nó giống như mấy chiếc tay ga, nhưng mà không phải. Không phải cái nồi của xe tay ga nha, cái này là cái động cơ của xe máy điện nha. Còn về chuyên sâu hơn nữa, mà về mà sâu á, đây là chiếc xe, nó chỉ khác cái là nó sử dụng động cơ bằng điện thôi. Đó, nó chỉ khác cái sử dụng động cơ bằng điện, còn lại linh kiện, phụ tùng, tất cả các thứ y chang như một chiếc xe tay ga bình thường, không khác gì cả. Đó, đặc biệt nha. Những cái phần mà đường nét như thế này gia công rất là chi tiết, đơn giản hơn linh kiện bỏ vô cái xong. Ngoài ra không có phải giống hàng của VinFast là cực kỳ chất lượng rồi, chứ không có giống như những cái xe mà phân khúc mà thấp của Trung Quốc. Đây này, bảo lại một cái view rip review nhanh. Còn bên đây ốp gấp nè, nhìn góc độ này mọi người sẽ thấy rất là rõ nè, bên trong nè. Bên trong nè, đây là cái sườn nè mọi người, cái sườn nha, cái sườn
Đó, như mọi người nhìn nhìn kỹ bên trong nè, bên trong đây là cái sườn của xe nè, sườn gấp nè. Có, ê, gọi là này không phải gọi là cái sườn. Chèn chân sau, cái gấp sau đó, chính xác là đúng rồi, cái gấp sau đây, đây gọi là cái gấp sau. Rồi còn này ốp gấp nè, bên kia cũng vậy nè. Đó, cái cản sau nó rất là bự hả, nó bự để nó đỡ cái cục máy bự của con Vento bên này chuyển động trực tiếp, nên nó không có một phần nào đó bao nghĩ là do cái cục máy này nó bích luôn và nó bắt trực tiếp vô cái bánh xe luôn đấy, nên cái xe khi mà mình khởi động đó, nó sẽ êm hơn của thay ông rất là nhiều. Nếu thay ông khi chuyển động sẽ nghe tiếng xích, còn như cái này cái tiếng nó sẽ êm hơn, mà chắc chắn phải có cái gì đó để nó chuyển động chứ. Thì cái này là cũng là một cái video clip tranh luận thôi, giữa là cái động cơ của Bento chuyển động bằng bánh răng hay là chuyển động bằng xích. Bên trong này thì hiện tại vẫn đang là cái bí mật nè, nói chính xác bên trong này vẫn đang là cái bí mật, chờ một anh kỹ thuật nào đó mở cục máy ra. Và hiện tại vì do nó quá mới, thông tin cập nhật chưa đầy đủ. Và xe thì bảo chỉ bán xe thôi chứ bảo không thể nào mà tháo cái xe mới của khách ra được. Đây, dấu niêm phong hả. Ok rồi, và xin kết thúc đây. Còn anh em nào có đóng góp xin hãy để lại bình luận bên dưới để hoàn thiện hơn về kiến thức về xe máy điện VinFast và cũng như những cái dòng xe máy điện khác. Nếu có đóng góp nào xin anh em hãy để lại bình luận bên dưới, và cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.